Tỷ số đã được mở cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã tìm ra sự sống từ bóng chết, một điều vô cùng bất ngờ, và điều đó đang mang lại niềm hạnh phúc cho những cổ động viên tại Đài Loan Trung Quốc, nhưng mang quốc tịch Việt Nam, mang dòng máu Việt Nam. Công Vinh đã rất khôn ngoan ở trong tình huống bắn cắt đánh đầu, và vận may đã đến khi mà bóng đã rơi đúng vào vị trí của Tiến Thành.